rừng xanh hạnh phúc giữ lấy màu xanh tình yêu và hy vọng. Ngày 28 tháng 10 năm 2021, cô Nguyễn Đoàn Kim Sơn dẫn dắt nhóm công tác với 5 thành viên trên chiếc xe bán tải di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh, dừng chân tại địa phận phường 5 ngoại ô thành phố Đà Lạt, nơi được gọi tên là Rừng Xanh Hạnh Phúc. Đây là dự án phi lợi nhuận nằm trong chuỗi các dự án xây dựng cộng đồng sống tử tế theo tổng quy hoạch chiến lược của Bách Khoa Group với lý tưởng kiến tạo hệ sinh thái hạnh phúc. Hơn một năm qua, anh Hoàng Thanh Quang đã bỏ phố lên rừng, nhận nhiệm vụ triển khai các hạng mục của công trình Rừng Xanh Hạnh Phúc. Cùng đi với anh là người vợ hiền và ba bé con ngoan. Như bầy ong hút mật về xây tổ, như đàn kiến kéo nhau tha mồi, anh Quang cùng nhân công đã từng ngày đổ mồ hôi công sức, tư duy ý tưởng kiến trúc, kiên trì lao động, tạo nên những khu tiểu cảnh nho nhỏ, đơn giản nhưng gợi lên được xúc cảm mỹ thuật giao hòa với thiên nhiên. Căn nhà nhỏ đơn sơ nằm trên triền đồi, sàn lát bằng nhánh thông rừng, vách đất thời khoan sơ, ngoài hiên treo đung đưa mấy chậu hoa rừng. Cối xay gió gõ nhịp chày nhẹ nhàng, bánh xe xoay nước liên tục tạo ra âm thanh rốt rách, hồ bơi nước ngọt cạnh ao làng bình yên, giếng nước thô sơ khơi nguồn mạch trong vắt của rừng. Leo quanh cột nhà vàng dậu, các loại rau củ xứ sương mờ ra quả đông đưa. Đoàn kết, thành công. Cũng như là một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại lên hòn núi cao. Và trong này nó đang rất là cần nhiều những người có tâm huyết hơn em, như em đến đây để cùng chung tay phát triển cái rừng xanh hạnh phúc. Nó đúng nghĩa là rừng xanh hạnh phúc. Để sống bền vững với rừng, các khu canh tác nông nghiệp hữu cơ, khu trồng cây dược liệu, vườn ươm giống và làng nghề thủ công đã và đang hoàn thiện trong tương lai. Bếp ăn bập bùng ánh lửa thắp lên từ củi khô của rừng, tỏa ra hơi ấm, xua tan hơi lạnh. Người vào bếp chế biến món ăn thuần tự nhiên, nhưng bữa ăn sáng giữa rừng vẫn đậm đà hương vị. Sở hữu tổng diện tích 60 hectare, bao phủ bởi tấm thảm nhung xanh mương mướt, Rừng Xanh Hạnh Phúc là nơi thực hành hạnh phúc dành cho những ai muốn quay về với tự nhiên, chung tay gìn giữ và phát triển rừng, trả lại bầu khí quyển trong lành của đất mẹ, hàm dưỡng và chữa lành thân tâm, kết hợp phương pháp trị liệu tâm lý và điều trị bệnh bằng đông y. Biết ơn duyên lành đã khiến tôi yêu rừng. Tôi đã được đón nhận tới một mảnh rừng và với cái tên gọi Rừng Xanh Hạnh Phúc, đồng hành cùng với dự án bằng cách là nhận lại cái phần đất của bà con trước đây đã khai phá bằng một cái giá trị đầu tư nho nhỏ. Từ đó tôi sẽ giữ cho mảnh đất này, giữ cho thiên nhiên này trở nên là xanh, tươi, đẹp. Và từ đó là tôi sẽ hướng cuộc sống cùng với cái dự án Rừng Xanh Hạnh Phúc để cho rừng càng xanh hơn và người càng hạnh phúc hơn. Đó, xin biết ơn ạ. Rừng Xanh Hạnh Phúc còn là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động giáo dục kỹ năng sống thông qua chương trình rèn luyện, phát triển thể lực, sức mạnh nội tâm để con trẻ được giáo dục tốt trong môi trường gần gũi, chan hòa, gắn bó với thiên nhiên. Và hy vọng là trong một thời gian sớm nhất để tôi có thể là tổ chức được những con người đến đây để coi như là đến với Rừng Xanh Hạnh Phúc để họ có được những cái niềm vui về với đất mẹ thiên nhiên. Ngắm nhìn ba đứa trẻ khỏe mạnh, hồn nhiên, thông minh, linh hoạt. Mỗi ngày các bé chơi với cây cỏ, đùa với thông reo, phụ giúp cha mẹ, thành thạo và vững chãi từng bước chân dẫm trên đường rừng, là minh chứng cho sản phẩm của môi trường giáo dục tự do, gắn bó với thiên nhiên an lành. Nơi đây, mỗi bình minh, hoa cỏ ngậm sương long lanh, thanh khiết, mọi vật chìm trong bình yên và tĩnh lặng, như để dành mọi sự ưu ái cho sự thăng hoa của thiên nhiên đất trời, rừng thông giao hòa với tình người. Hãy lên rừng đi rồi sẽ hạnh phúc. Hãy gieo trồng sự sống đi rồi sẽ hạnh phúc. Ươm mầm đi rồi sẽ hạnh phúc. Gieo nhiều cây xanh đi rồi sẽ hạnh phúc. Ươm nhiều hạt mầm đi rồi sẽ hạnh phúc.
Một người có thể không làm nên hạnh phúc, nhiều người có thể gieo nhiều mầm sống, và càng nhiều người hạt giống đó lại để xuống và rừng lại được mọc lên những cây hoa như thế này, những cây thảo dược như thế này, những cây thông càng lớn như thế này, những ngôi nhà bình yên như thế này, thì chúng ta sẽ tạo nên một hệ sinh thái hạnh phúc. Tôi nghĩ là như thế. Bạn không thể không yêu một nơi như vậy. Hãy cùng chúng tôi lên đường đến nơi ấy ngay lúc này, cùng chung tay điểm tô bức tranh đầy sắc màu thiên nhiên mang tên Rừng Xanh Hạnh Phúc. Cả nhà lên núi rừng Đà Lạt nhé. Tôi đang ở đây chờ cả nhà đây.